Rồi, Mai Vàng Đồng Tháp mến chào quý cô chú anh chị nha. À, xem kênh thì lời nói đầu tiên em cũng có chúc quý cô chú và anh chị xem kênh trên cả nước và xem riêng kênh của em thì cũng một lời chúc dồi dào sức khỏe quý cô chú anh chị xem kênh ha. Thì cô chú anh chị cũng không quên cho em một đăng ký và một like ha. Thì cái kênh này em cũng mới thành lập kênh mới thì cũng rất mong sự ủng hộ cô chú anh chị để vô ủng hộ cho em. Thì bữa nay em có về rầm có là qua giấy sắc pháo ha cô chú anh chị. Quay qua camera, quay qua đây cho cô chú anh chị tham khảo ha. Thì nói chung là hàng VIP, hàng chung chung, giá sinh viên cũng rất là nhiều nha cô chú anh chị. Rồi cũng không có chờ đợi lâu thì em lên cái cây mã số là mã số chữ A ha. Đầu tiên là cây A1 nha quý cô chú anh chị. Cây này thì nó dáng nó hơi xuyên phong ha, quý cô chú anh chị. Anh em thấy thì chẳng hạn như cái cây nhà em khai thác về thì em để cho nó gõ chi tiết gì luôn để cho anh chị vô xem cho nó gõ chi tiết ha. Thì khi anh chị chốt cây thì em sẽ bó bầu phân hữu hợp bên trên quấn giấy cạc tông gửi cho cô chú và anh chị nha. Riêng về cái đặc biệt kênh Mai Vàng Đồng Tháp thì bán cây còn là bao sống và bao ship cho anh chị nha. Rồi em xin đo cái cây mã số là A1 để cho cô chú anh chị tham khảo nha. Dạ, hoành thân cái vị trí này em đo là nó 36, chiều cao là nó rơi vào tầm 1m7 nha anh chị. Cây này là qua giấy sắc pháo một màu nha anh chị. Rồi cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị là giá là 2.700.000, em bao ship cho anh chị toàn quốc ha. Cây mã số A1 là giá 2.700.000, cây này là em bao cho anh chị là cây đặc nha, không có cái lỗi nào hết. Rồi tiếp theo là cây mã số A2. Cây này nó có một cái dáng bay ha anh chị. Cây này thì nó có một cái lỗi nhẹ nha anh chị. Này em sẽ báo luôn cho anh chị thấy ha. Ở đây nó có một cái khe này, nhưng mà em đã xử lý cho anh chị rồi. Em xử lý thì nói chung là nó hoàn toàn là tuyệt để 100%. Anh chị về mà có kỹ đó thì bôi keo Mỹ Tiến vô thêm một chút xíu nữa nha. Rồi em nói riêng cái phần bên dưới, cái phần bên dưới thì cái bề trong này nó đang dính ở trong cái cạc đá nha anh chị. Em xử lý thì nó lấy ra không hết, bắt buộc mình phải cưa cái nhánh này, cái rễ này nha anh chị. Thì riêng về cái cây này á, nó sống khỏe lắm anh chị, cứ yên chí chơi. Tại vì cái cây hoa giấy thì kể cả như anh chị dâm cành nó sống cũng là ok ha. Đó, anh chị cũng yên chí chơi. Cây thì nói chung nó hoàn hảo nha anh chị. Ở trên này nó có một cái lỗi nhẹ đó, em sẽ báo cho anh chị rồi. Còn bên đây thì nói chung cái cây mặt tiền thì quá là ok ha. Rồi em đo cái cây mã số A2 để cho anh chị tham khảo nha. Rồi hoành thân vị trí này em đo là được cũng là 36 nha anh chị. Chiều cao nó rơi vào tầm 1m5 nha anh chị. Nó hết một thước dây. Cây mã số A2. Cây này em giao lưu với anh chị là giá là 3.500.000, em bao ship cho cô chú anh chị toàn quốc ha. Cây nhà em bán là bao sống bao ship ha. Rồi xuống cây. Tiếp theo cây mã số A3. Cây này anh chị mà lấy về mau chơi lắm, tại vì chia cành cây này nó có nhiều ha. Thì cái cây qua giấy sắc pháo mà anh chị mà muốn cho có bông nhiều thì chi tàn nhiều thì nó sẽ có bông nhiều nha anh chị. Cây này em báo là cái cây sắc pháo nha anh chị. Cây này sắc pháo là chỉ một màu thôi. Rồi ở đây nó có một cái lỗi nhẹ, em báo cho anh chị xem cho nó rõ chi tiết ha, để tiện bề giao lưu với em. Thì cái cây này nó có một cái lỗi nhẹ ở đây, nhưng mà nó đã sành nha anh chị, nó cuốn mép rồi. Thì anh chị cũng yên chí chơi ha. Ở đây em bao nha. Nói chung là nó đã lành rồi, nó sành hết trơn rồi, nó không có bọng gì nữa hết nha anh chị. Rồi em xin đo cái thông số nha. Cây này anh chị về chơi tàn dù là ok á. Rồi hoành thân cái vị trí này em đo là nó được 37 nha anh chị. Chiều cao của em nó là tầm 1m6 nha anh chị. Chiều cao là 1m6. Rồi cây mã số A3, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 3.200.000, em bao ship cho anh chị toàn quốc ha. Cây nhà em bán là bao sống bao ship nha cô chú anh chị. Rồi xuống cây.
Rồi tiếp theo là cây mã số A4. Cây này một cốt mà nó hai thân nha anh chị. Cây này anh chị về chơi cái phơm tần dù là rất là ok ha. Đó, cây này không có cái lỗi nào hết nha anh chị. Cái này cái đất nó đóng nha, không có ảnh hưởng gì hết. Tại khi cái bệ đế gốc đế nó thì nó nằm ở sâu ở dưới này, rồi đất của sáng người ta luyện lên đó, nó hơi lấp cái gốc. Chứ cây này thì không có lỗi nào nha anh chị. À, anh chị giờ xem thấy cái đường dai ha. Cây thì nói chung là rất là chuẩn nha anh chị. Rồi em xin đo cái mã số A4 để cho anh chị tham khảo nha anh chị. Rồi hoành thân ở vị trí này em đo là được 40. Chiều cao nó rơi vào tầm 1,5 m nha anh chị, hết một thước dây. Rồi cây mã số A4 là cây hoa giấy sắc pháo. Cây này em giao lưu với anh chị là giá là 3 triệu ha. Em bao ship cho anh chị toàn quốc nha anh chị. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo là cây mã số A5. Cây này nó có một cái dáng lông ha anh chị. Một thân một cốt mà nó lắc dữ lắm, lắc 3D luôn. Anh chị thấy nhìn cái cây này ở ngoài chơi đẹp lắm nha anh chị. Cây này nó lắc 3-4D luôn. Đó. À, anh chị thấy cái dáng cũng rất là độc nha. Này em cắt cũng có trừ hao, để cho anh chị về cứ tạo dáng lên giùm em. Mình thích chơi cái form nào thì anh chị cứ tạo dáng nha. Thì riêng về ở đây nó có cái lỗi này, em chỉ báo cho anh chị thấy luôn. Ông chủ cũ ngày trước á, ổng dự định là ổng khắc cái kiền này, ổng chiết cái nhánh này hay sao á. Mình thấy cái dấu còn rõ ràng luôn nha anh chị. Nhưng mà cái dòng qua giấy không cần phải làm như vậy đâu. Nhưng tại vì người ta không biết thì người ta làm như vậy. Rồi em xin đo cái thông số cây mã số A5. À, anh chị thấy ha, cây là nó búng tược. Cây nhà em bán là bao sóng và bao ship ha. Anh chị thấy cái đọt tược nó phúng ra như vậy đây. Đó. Rồi em đo cái thông số cây mã số A5 để cho anh chị tham khảo ha. Hoành thân là nó 31. Chiều cao của nó là nó được 1m4, 1m14 nha anh chị. Chiều cao 1m14. Rồi cây mã số A5. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.900.000. Em bao ship cho anh chị toàn quốc ha, 2.900. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo là một cái cây dáng cành bay. Đẹp lắm anh chị ạ. À. Cây này anh chị về chơi cái form bay là không đường nào phải chơi nha anh chị. Anh chị thấy cái dáng mặt tiền cực kỳ ha. Cái này em có trừ hao để cho anh chị về. Anh chị về thích chơi cao thì để, không thích thì anh chị cứ phá thế xuống ha. Cây này da lắng lứt luôn nha anh chị. Cây này đẹp lắm. Cây này là em xin nhắc lại là cây mã số A6. Cây này là nó da nó lắng lứt ha. Cây này em bao cho cô chú anh chị 100%, không cái lỗi nào hết nha anh chị. Cây này là nó sát pháo một màu nha anh chị. Rồi dịnh im xuống, nó nằm đúng như cái tư thế như vậy ha. Đó anh chị thấy ha. Anh chị về mấy cái đầu nhánh này nè, em có trừ hao cho anh chị rồi. Anh chị về cứ cắt thâu vô chút xíu nữa là mình bôi keo vô là chơi quá đỉnh luôn. Rồi em xin đo cái hoành thân của vị trí này ha anh chị. Dạ vị trí này là 45 hoành nha anh chị. Từ gốc mà lên tới cái đỉnh của nó là nó được 81. Mà nếu em tính cái cần bay ra như vậy là nó tầm khoảng 1m6 nha anh chị. Ở dây mình là 1m5, thì cái cây này nó ra tầm khoảng 1m6 nha. Rồi cây mã số A6. Cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 4.200.000. Em bao ship cho anh chị toàn quốc nha anh chị. Rồi cây mã số A6 là cũng cây cuối clip. Thì cuối video em cũng xin cảm ơn cùng quý cô chú và anh chị xem kênh Mai Vàng Đồng Tháp. Thì cô chú anh chị có yêu thương nhớ cho em một đăng ký và một like để cho em có những cái động lực để lên những cái video tiếp theo nha cô chú anh chị. Và xin chào ạ.